Tổng thống Nga mới đây quyết định tăng 10% lương tối thiểu để đối phó lạm phát. Đồng thời, ông cũng thừa nhận kinh tế nước này đang gặp khó khăn, nhưng cho rằng không liên quan tới chiến dịch ở Ukraine. Ngày 25 tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết đã thảo luận vấn đề về nền kinh tế của nước này với chính phủ trong thời gian dài và một giải pháp được đưa ra sau nhiều tranh cãi. Ông cũng thông báo tăng lương hưu và lương tối thiểu ở Nga để đối phó với lạm phát leo thang và các lệnh trừng phạt của phương Tây. Theo Tổng thống Putin, từ ngày 1 tháng 7, lương tối thiểu sẽ tăng 10% lên 15.279 rúp trên một tháng, tương đương với khoảng 257 đô la Mỹ. Ông cũng cho hay lương hưu sẽ tăng 10% từ ngày 1 tháng 6. Bên cạnh đó, Tổng thống Nga tuyên bố nhiệm vụ chính của chính phủ là bảo đảm thu nhập của người dân vượt đáng kể so với mức tối thiểu. Trong đó, Tổng thống Putin dự đoán lạm phát tại Nga không vượt quá 15% trong năm nay, đồng thời nhận định năm 2022 sẽ là một năm khó khăn đối với nền kinh tế nước này. Tuy nhiên, ông Putin khẳng định điều này không liên quan tới chiến dịch quân sự tại Ukraine. Nhà lãnh đạo Nga nhận định nhiều quốc gia không mở bất cứ chiến dịch quân sự nào như tại Bắc Mỹ hay châu Âu cũng hứng chịu lạm phát ngang bằng, thậm chí cao hơn Nga nếu nhìn vào cấu trúc kinh tế của họ. Theo Reuters, tỷ lệ lạm phát ở Nga trong tháng 4 là 17,8%, trong khi tỷ lệ lạm phát cùng kỳ của Mỹ là 8,3%. Lương tối thiểu hiện nay ở Nga là 18.890 rúp, tương đương với 233 đô la Mỹ, còn lương hưu bình quân là 18.521 rúp, tương đương với 311 đô la Mỹ. Sau khi Nga mở chiến dịch quân sự nhằm phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine, phương Tây đã áp đặt loạt biện pháp trừng phạt chưa từng có nhằm vào Moscow. Điều này được đánh giá khiến giá tiêu dùng tại Nga tăng cao, đồng thời cũng khiến nhiều công ty nước ngoài rút khỏi thị trường này khi hoạt động thương mại gần như trở nên bất khả thi. Viện nghiên cứu ngân hàng VEB nhận định, quyết định tăng lương tối thiểu và lương hưu sẽ giúp làm chậm mức giảm thu nhập của người Nga sau khi tính đến lạm phát, song không ngăn được xu hướng này. VEB dự báo thu nhập khả dụng thực tế của người Nga sẽ giảm 7,5% trong năm nay và lương sẽ giảm gần 6% bất chấp khoản tăng lương hưu và lương tối thiểu. Trong khi đó, ngày 25 tháng 5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhận định những diễn biến gần đây cho thấy Ba Lan đang tìm cách thực hiện kế hoạch nhiệm vụ mở rộng sang Ukraine. Bà Maria Zakharova cho biết không thể loại trừ khả năng Ba Lan đang ấp ủ kế hoạch trong một số nhiệm vụ mở rộng vào lãnh thổ của nước láng giềng. Nếu có bất kỳ điều gì xảy ra, từ thực tế sẽ nói lên điều đó. Trong trường hợp này, việc nhắc đến chiến dịch quân sự của Nga chỉ là một cái cớ. Trước đó, ngày 22 tháng 5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thông báo trước Verkhovna Rada, Quốc hội Ukraine, về một thỏa thuận được tiến hành với Ba Lan về việc kiểm soát biên giới chung và thành lập công ty cung cấp dịch vụ đường sắt chung nhằm tạo điều kiện cho việc đi lại và tăng cường khả năng xuất khẩu của Ukraine. Trước đó, ông Zelensky cũng thông báo về một dự luật trao quy chế pháp lý đặc biệt cho công dân Ba Lan. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga viết trên Telegram rằng bằng việc trao quy chế đặc biệt cho công dân Ba Lan, chính quyền Kiev đang trao cho họ những quyền lợi ở Ukraine mà thực tế là hợp thức hóa việc kiểm soát đất nước này. Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng kế hoạch hòa bình mà Italia đề xuất để lập lại hòa bình ở Ukraine là một điều viển vông. Theo bà Zakharova, Nga bác bỏ khả năng nước này sẽ thực hiện theo bất cứ kế hoạch hòa bình nào do phương Tây đề xuất. Bà cũng nhấn mạnh, các vị không thể một mặt cung cấp vũ khí cho Ukraine, mặt khác đưa ra một kế hoạch tìm kiếm giải pháp hòa bình cho chiến sự. Điều đó thật mâu thuẫn. Bà tiếp tục nhấn mạnh, đề xuất của Thủ tướng Italia Di Maio về kế hoạch hòa bình là không nghiêm túc, rất khó có thể được thực hiện trên thực tế. Trước đó, Thủ tướng Italia đã thông báo về một kế hoạch nhằm lập lại hòa bình ở Ukraine. Nhà lãnh đạo Italia cho biết ông đã thỏa thuận kế hoạch này với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Kế hoạch của Italia sẽ là đề xuất sự tham gia của các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc EU, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu với vai trò hòa giải, bước đầu nhằm đạt được các lệnh ngừng bắn ở từng khu vực. Hiện đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine rơi vào bế tắc. Hai bên đổ lỗi cho nhau về tiến trình đàm phán đang bị đóng băng. Hy Lạp mới đây thông báo chuyển cho Mỹ 115.000 tấn dầu của Iran trên tàu hàng Nga bị bắt, bất chấp phản đối từ Tehran.
Phát ngôn viên cảnh sát cảng Hy Lạp ngày 25 tháng 5 cho biết, số dầu tịch thu trên tàu hàng Pegasus mang cờ Nga sẽ được chuyển sang Mỹ theo yêu cầu của cơ quan tư pháp Mỹ. Tàu Pegasus bị giới chức Hy Lạp bắt giữ hồi tháng 4 theo lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu. Trước đó, EU đầu tháng 4 công bố gói trừng phạt Moscow vì xung đột ở Ukraine, quy định tàu Nga bị cấm cập cảng thành viên trong khối, ngoại trừ các tàu chở hàng viện trợ nhân đạo hoặc thực phẩm. Con tàu neo ở Karitos, trên tàu là thủy thủ người Nga. Cảnh sát biển Hy Lạp cho hay, tàu đã đổi tên thành Lana, chở 115.000 tấn dầu của Iran và dự kiến tới kho dự trữ Marmara ở Thổ Nhĩ Kỳ. Cơ quan hàng hải Iran phản đối quyết định của Hy Lạp và gọi đây là hành động ăn cướp quốc tế. Theo thông cáo của Tổ chức Cảng và Hàng hải Iran, nước này sẽ không từ bỏ các quyền hợp pháp của mình và mong chính phủ Hy Lạp tuân thủ nghĩa vụ quốc tế trong lĩnh vực hàng hải và vận tải biển. Bộ Ngoại giao Iran ngày 24 tháng 5 cũng kêu gọi chính phủ Hy Lạp trả tự do cho tàu chở dầu và thủy thủ, nhấn mạnh người Mỹ đã dỡ hàng hóa trên con tàu. Bên cạnh đó, Athens không phản hồi lời kêu gọi của Iran, cũng không cung cấp thêm chi tiết về số dầu hoặc cách thức vận chuyển nó tới Mỹ. Phát biểu tại tổ sáng ngày 25 tháng 5 thảo luận về tình hình kinh tế xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, sau chống dịch đã ghi nhận tôn vinh lực lượng y tế như những người hùng, nhưng gần đây, xã hội đang có xu hướng nhìn bất kỳ cái gì, bất kỳ việc mua sắm nào của y tế cũng đều có chủ ý sai phạm. Tại phiên thảo luận tại tổ của Quốc hội về tình hình kinh tế xã hội, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh đã nói những tâm tư rất tha thiết của cử tri thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là cử tri ngành y tế. Trong đại dịch COVID-19, lực lượng y tế từng được tôn vinh như những người hùng. Nhưng gần đây, việc thanh tra, kiểm tra mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế đã phát hiện một số sai phạm, đã làm đảo lộn cách nhìn của xã hội. Truyền thông, mạng xã hội đang có xu hướng nhìn bất kỳ cái gì, bất cứ việc mua sắm nào của y tế cũng đều có chủ ý sai phạm. Từ đây dẫn tới hình ảnh, uy tín của ngành sau khi là người hùng trong chống dịch, thì bây giờ như là những người sẵn sàng vi phạm vì lợi ích của mình. Ông Phan Văn Mãi cho rằng, phải lãnh đạo định hướng như thế nào để phát hiện, xử lý được những vụ việc vi phạm, nhưng phải bảo vệ được uy tín của ngành y tế. Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh nêu thực tế, các cơ sở y tế sợ, không dám mua sắm, dẫn đến thiếu thuốc men, trang thiết bị. Việc chăm sóc sức khỏe cho mọi người dân không đảm bảo. Đây là việc rất cấp bách, cần trao đổi để có giải pháp tức thì. Tổng cục Hải quan đã phản hồi thông tin về hai lô hàng khẩu trang chống dịch COVID-19 về Việt Nam sau 6 tháng chưa được thông quan. Cụ thể, lô hàng thứ nhất gồm 29 kiện hàng tương đương với 386 kg khẩu trang được gửi về ngày 20 tháng 11 năm 2021 qua Chi cục Hải quan cửa khẩu Nội Bài Hà Nội. Lô hàng thứ hai gồm 599 kiện tương đương với 5.011 kg được gửi về tháng 12 năm 2021 qua Chi cục Hải quan cửa khẩu Tân Sơn Nhất. Đối với lô hàng ở Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Nội Bài, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có công văn gửi đến Tổng cục Hải quan về việc tạo điều kiện phối hợp tiếp nhận khẩu trang viện trợ phòng chống COVID-19. Sau đó, Chi cục Hải quan cửa khẩu Nội Bài có công văn hướng dẫn làm thủ tục hải quan. Cụ thể là đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cung cấp quyết định tiếp nhận viện trợ của cơ quan có thẩm quyền, không cần giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế của Bộ Y tế và phải nộp một bản chính văn bản xác nhận viện trợ của Bộ Tài chính. Đối với lô hàng ở Chi cục Hải quan cửa khẩu Tân Sơn Nhất, cơ quan hải quan cũng liên hệ với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thì được biết do vướng mắc tương tự đối với lô hàng khẩu trang ở Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Nội Bài nên chưa làm thủ tục thông quan. Theo Tổng cục Hải quan, tại thời điểm lô hàng về Việt Nam, Trung ương Mặt trận Tổ quốc chưa có hai chứng từ theo quy định pháp luật gồm quyết định tiếp nhận viện trợ của cơ quan có thẩm quyền và tờ khai xác nhận viện trợ có xác nhận của cơ quan tài chính. Trong đó, thủ tục xác nhận viện trợ đã được Bộ Tài chính chủ động bãi bỏ để phù hợp với tình hình chống dịch theo thông tư số 23/2022 ngày 6 tháng 4 năm 2022. Nhưng đến tháng 5 năm 2022, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chưa có giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế. Căn cứ theo Điều 48 Nghị định 98/2021, ngày 8 tháng 1 năm 2021 và cũng chưa đến làm thủ tục cho hai lô hàng khẩu trang này.
Tổng cục Hải quan khẳng định, căn cứ báo cáo của các đơn vị hải quan địa phương và căn cứ quy định pháp luật hiện hành, thì việc hai lô khẩu trang chưa thông quan là do phía Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chưa đến làm thủ tục do chưa xuất trình hoặc nộp chứng từ thuộc hồ sơ hải quan. Theo Tổng cục Hải quan, ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ đại biểu Quốc hội là bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 25 tháng 5, đơn vị này đã chỉ đạo hải quan cửa khẩu sân bay Nội Bài và hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất liên hệ với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để giảm chi phí lưu kho cho hai lô hàng trên. Cho đến 9 giờ 30 phút ngày 26 tháng 5, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã liên hệ đến Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để làm thủ tục hải quan và đăng khai tờ khai hải quan giấy để đưa hàng về bảo quản do chưa có hồ sơ hải quan theo quy định. Trưa cùng ngày 26 tháng 5, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng liên hệ hẹn lịch đến Chi cục Hải quan cửa khẩu Nội Bài và đang làm thủ tục nhập khẩu lô hàng khẩu trang. Tổng cục Hải quan cho biết, trước mắt, cơ quan hải quan sẽ đồng ý để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đăng ký tờ khai và đưa hàng về bảo quản, nhưng trong thời gian 30 ngày phải nộp bổ sung chứng từ còn thiếu theo đúng quy định của pháp luật. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có kết luận nội dung tố cáo đối với ông Lê Minh Tấn, nguyên giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có kết quả xác minh đối với 3 nội dung tố cáo ông Lê Minh Tấn. Thứ nhất, đối với nội dung tố cáo ông Lê Minh Tấn tự ký quyết định công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cho bản thân từ năm 2017 đến nay, dù bị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xử lý kỷ luật năm 2016, phê bình liên tục từ năm 2017 và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét trách nhiệm trong việc bổ nhiệm cán bộ sai quy định theo đơn tố cáo, kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu theo kết luận của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 là không có cơ sở. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2019 đến 2020, Ủy ban Nhân dân thành phố đã thông qua kết luận tố cáo số 3937 năm 2019 và kết luận tố cáo số 4474 năm 2020. Do đó, việc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố tặng bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố cho ông Lê Minh Tấn vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục 2019 đến 2020 là chưa phù hợp quy định. Thứ hai, đối với nội dung tố cáo ông Lê Minh Tấn có biểu hiện khai khống, khai gian để được cử đi học và được quy hoạch, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo trong hệ thống đảng, nhà nước là không có cơ sở. Do trong mẫu lý lịch 2C của ông Tấn khai ngày 16 tháng 4 năm 2009 do Ủy ban Nhân dân huyện Củ Chi xác nhận đều có khai cụ thể rõ ràng. Ông Tấn giữ ngạch chuyên viên chính, có trình độ thạc sĩ xây dựng đảng và chính quyền, cao cấp lý luận chính trị. Do đó, việc tố cáo ông Lê Minh Tấn không đủ năng lực về trình độ học vấn và trình độ chuyên môn là không có cơ sở. Tuy nhiên, khi chưa có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hệ bổ túc, bằng tốt nghiệp đại học chưa được bổ nhiệm ngạch công chức theo quy định mà ông Lê Minh Tấn được cử đi học các lớp đào tạo, bồi dưỡng, hưởng lương chuyên viên chính, bổ nhiệm giữ chức vụ, lãnh đạo, quản lý là chưa đúng quy định. Thứ ba, đối với nội dung tố cáo ông Lê Minh Tấn sử dụng xe công và tài xế của Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố phục vụ mục đích cá nhân từ năm 2016 đến nay là không có cơ sở. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố, việc ông Tấn sử dụng xe công vì mục đích phục vụ nhu cầu công tác và xe được gửi tại nhà xe văn phòng huyện ủy Củ Chi không phải để tại nhà riêng của ông Tấn tại huyện và nhà của tài xế ở Củ Chi để thuận lợi trong công việc nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị. Tuy nhiên, việc tập thể thường trực Đảng ủy và tập thể Ban giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận tạo điều kiện cho ông Lê Minh Tấn sử dụng xe cơ quan đi công tác tại các tỉnh, kết hợp việc huyện Củ Chi và xe cơ quan gửi tại nhà xe văn phòng huyện ủy huyện Củ Chi là chưa phù hợp, dễ gây hiểu lầm, bức xúc trong dư luận. Từ những kết luận nêu trên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo giao lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh rà soát về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục tuyển dụng đối với công chức, viên chức thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý, đảm bảo theo đúng quy định và kịp thời xử lý hoặc báo cáo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xử lý các trường hợp có sai phạm trong tuyển dụng công chức, viên chức. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với các mặt tồn tại, hạn chế nêu trên, đồng thời rà soát chấn chỉnh công tác lưu trữ hồ sơ của công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị và việc sử dụng xe công tại đơn vị để tránh những sai sót dẫn đến bức xúc trong dư luận.
Riêng đối với ông Lê Minh Tấn, nguyên giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, cùng chịu trách nhiệm về những tồn tại, hạn chế này. Xét thấy ông Lê Minh Tấn tham gia cách mạng từ năm 1972, năm ông Tấn 9 tuổi và là con của liệt sĩ, cán bộ tiền khởi nghĩa, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê bình nghiêm khắc đối với ông Lê Minh Tấn về những tồn tại, hạn chế trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được sao. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng giao Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi ra soát về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục tuyển dụng đối với công chức, viên chức thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý, đảm bảo theo đúng quy định và kịp thời xử lý hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xử lý.